Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin giá vàng được phát trên kênh Tuyết UK. Trong bản tin chiều ngày hôm nay, ngày 30 tháng 8 năm 2020, gồm có những nội dung như sau. Mời bạn lắng nghe. Thì theo dự báo trên Kitco, đa số giới chuyên gia và nhà đầu tư luôn kỳ vọng giá vàng trong tuần tới từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 sẽ tăng do tác động của dịch Covid-19 chưa được kiểm soát. Chốt phiên giao dịch cuối tuần thì giá vàng thế giới giao ngay tại thị trường châu Á quanh ở mức 1.963 USD trên ounce, tăng 33 USD trên ounce so với phiên giao dịch cùng thời điểm sáng hôm qua. Vào ngày 26 tháng 8 thì Mỹ đưa hàng loạt viện nghiên cứu vào danh sách trừng phạt, trong đó có 3 viện nghiên cứu của Nga. Một trong số đó có viện nghiên cứu vaccine COVID-19. Việc đưa các viện nghiên cứu trên thế giới vào danh sách trừng phạt của Mỹ đang dấy lên lo ngại dịch bệnh chưa được đẩy lùi. Các viện nghiên cứu vaccine bị trừng phạt sẽ gặp khó khăn trong sản xuất, điều chế vaccine cho phòng chống dịch bệnh. Những lo ngại kể trên sẽ khiến cho nhà đầu tư đẩy mạnh vào vàng chỉ sau một phiên bán ra. Và tuần qua, giá vàng đã có 3 phiên đầu tuần biến động trong biên độ hẹp khi mà nhà đầu tư chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Tuy nhiên thì vào ngày 27 tháng 8, trước khi Chủ tịch Fed có bài phát biểu, vàng thế giới đã tăng mạnh trên 20 USD trên ounce do Mỹ đã đưa ra hàng loạt doanh nghiệp công nghệ của Trung Quốc vào danh sách gây mất an ninh quốc gia. Sau Huawei, Baidu chủ sở hữu ứng dụng TikTok, đến Tencent chủ ứng dụng WeChat, thì Alibaba có thể bị dính nghi án này. Nhưng cũng chỉ sau một phiên đó thì bài phát biểu của Chủ tịch Fed đã khiến cho giá vàng lao dốc. Ở phiên cuối tuần, giá vàng bứt phá mạnh nhất với mức điều chỉnh lên đến 35 USD trên ounce. Tính chung thì tuần qua giá vàng thế giới đã tăng 31 USD trên ounce so với giá mở cửa đầu tuần. Và nếu so với mức thấp nhất của tuần thì giá vàng thế giới đã tăng 45 USD trên ounce. Và theo dự báo trên Kitco, đa số giới chuyên gia và nhà đầu tư kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần tới do tác động của dịch COVID-19 chưa được kiểm soát, cho dù một số quốc gia đã có vaccine và chính phủ Mỹ đang trong thời kỳ chuẩn bị bầu cử tổng thống. Cụ thể, tuần nay thì có 15 chuyên gia phố Wall Street tham gia khảo sát, trong đó có 12 chuyên gia là 80% dự đoán giá vàng sẽ tăng. Không ai dự đoán giá vàng giảm, chỉ có 3 chuyên gia là 20% dự đoán giá vàng đi ngang. Trong khi đó, 2.375 phiếu đã được bỏ trong cuộc thăm dò trực tuyến tại Madrid, tổng cộng có 1.356 người, tương đương với 57% nhận định giá vàng tăng trong tuần tới, và 559 người khác, tương đương 24% dự định giá vàng sẽ giảm, còn lại là 460 người, tương đương với 19% có ý kiến trung lập. Giám đốc giao dịch toàn cầu của Keith Mitchell cho rằng bức tranh tổng thể vẫn tích cực với vàng. Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng ít nhất là đến năm 2021 hoặc cho đến khi nền kinh tế bắt đầu phục hồi. Trong bối cảnh đó thì vàng sẽ tăng cao hơn. Còn theo ông Rory Wander, chuyên gia phân tích vàng của Kitco, phần lớn các nhà phân tích bao gồm cả ông đã giải thích sự sụt giảm của giá vàng ngày hôm qua là kết quả trực tiếp của việc chốt lời. Tuy nhiên thì một nguyên nhân hợp lý nhất chính là những người tham gia thị trường đã không thể nhận được những thay đổi lớn trong chính sách tiền tệ của Mỹ trong thời gian tới từ bài phát biểu của Chủ tịch Fed. Và trên thị trường trong nước, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 55.800.000 đồng một lượng mua vào và 56.600.000 đồng một lượng bán ra, tăng 200.000 đồng một lượng theo chiều mua vào và tăng 100.000 đồng một lượng chiều bán ra so với phiên gần nhất. Giá vàng SJC giao dịch lẻ của công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 56.050.000 đồng một lượng mua vào và 56.600.000 đồng một lượng bán ra, tăng 100.000 đồng chiều mua và bán ra so với phiên gần nhất. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn chi nhánh Hà Nội hiện tại cũng đang niêm yết mức giá vàng SJC là 55.800.000 đồng mua vào và 56.920.000 đồng bán ra, đi ngang chiều mua vào và tăng 150.000 đồng một lượng chiều bán ra so với phiên giao dịch gần nhất.
Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức là 55 triệu 900 ngàn đồng một lượng mua vào và 56 triệu 750 ngàn đồng một lượng bán ra, đi ngang chiều mua vào và tăng 150 ngàn một lượng chiều bán ra so với phiên chốt giao dịch gần nhất. Thì như chúng ta đã biết, giá vàng luôn luôn thay đổi theo từng giờ, khiến cho giới đầu tư nóng lòng chờ đợi. Và sau đây xin mời bạn đến với bản chi tiết giá vàng được cập nhật vào 4 giờ chiều ngày 30 tháng 8 năm 2020. Vàng SJC Hà Nội mua vào 55 triệu 800 ngàn, bán ra 56 triệu 920 ngàn. SJC Thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55 triệu 800 ngàn, bán ra 56 triệu 900 ngàn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng mua vào 55 triệu 800 ngàn, bán ra 56 triệu 900 ngàn. Nhẫn 4 số 9, 1 chỉ đến 5 chỉ mua vào 53 triệu 600 ngàn, bán ra 54 triệu 500 ngàn. Vàng nữ trang 4 số 9 mua vào 53 triệu 200 ngàn, bán ra 54 triệu 200 ngàn. Vàng nữ trang 24 carat mua vào 52 triệu 063 ngàn, bán ra 53 triệu 663 ngàn. Vàng nữ trang 18 carat mua vào 38 triệu 504 ngàn, bán ra 40 triệu 804 ngàn. Vàng nữ trang 14 carat mua vào 29 triệu 452 ngàn, bán ra 31 triệu 752 ngàn. Vàng nữ trang 10 carat mua vào 20 triệu 454 ngàn, bán ra 22 triệu 754 ngàn. SJC các thành phố. SJC Hà Nội mua vào 55 triệu 800 ngàn, bán ra 56 triệu 920 ngàn. SJC Đà Nẵng mua vào 55 triệu 800 ngàn, bán ra 56 triệu 920 ngàn. SJC Nha Trang mua vào 55 triệu 790 ngàn, bán ra 56 triệu 920 ngàn. SJC Cà Mau mua vào 55 triệu 800 ngàn, bán ra 56 triệu 920 ngàn. SJC Bình Phước mua vào 55 triệu 780 ngàn, bán ra 56 triệu 920 ngàn. SJC Huế mua vào 55 triệu 770 ngàn, bán ra 56 triệu 930 ngàn. SJC Biên Hòa mua vào 55 triệu 800 ngàn, bán ra 56 triệu 900 ngàn. SJC Miền Tây mua vào 55 triệu 800 ngàn, bán ra 56 triệu 900 ngàn. SJC Quảng Ngãi mua vào 55 triệu 800 ngàn, bán ra 56 triệu 900 ngàn. SJC Quy Nhơn mua vào 55 triệu 780 ngàn, bán ra 56 triệu 920 ngàn. SJC Long Xuyên mua vào 55 triệu 820 ngàn, bán ra 56 triệu 950 ngàn. Giá vàng SJC của các tổ chức lớn: Doji Hồ Chí Minh mua vào 55 triệu 810 ngàn, bán ra 56 triệu 790 ngàn. Doji Hà Nội mua vào 55 triệu 800 ngàn, bán ra 56 triệu 800 ngàn. BNG Hồ Chí Minh mua vào 55 triệu 700 ngàn, bán ra 56 triệu 700 ngàn. BNG Hà Nội mua vào 55 triệu 700 ngàn, bán ra 56 triệu 700 ngàn. Phú Quý SJC mua vào 55 triệu 900 ngàn, bán ra 56 triệu 750 ngàn. Mi Hồng mua vào 56 triệu 100 ngàn, bán ra 56 triệu 550 ngàn. Bảo Tín Minh Châu mua vào 56 triệu 050 ngàn, bán ra 56 triệu 740 ngàn. Vàng SJC tại ngân hàng: Eximbank mua vào 55 triệu 900 ngàn, bán ra 56 triệu 600 ngàn. ACB mua vào 55 triệu 800 ngàn, bán ra 57 triệu 300 ngàn. Sacombank mua vào 55 triệu 500 ngàn, bán ra 56 triệu 800 ngàn. OCB mua vào 55 triệu 900 ngàn, bán ra 56 triệu 700 ngàn. Machambang mua vào 54 triệu 900 ngàn, bán ra 56 triệu 400 ngàn. TP Bangon mua vào 55 triệu 800 ngàn, bán ra 56 triệu 800 ngàn. Cục sắt bị bỏ quên ở xó vườn, 31 năm sau mới biết là báu vật, được định giá 5 triệu USD. Sau khi đào được một vật thế khá giống cục sắt, trong lúc đặt đường dây cáp, người đàn ông đã bỏ quên nó ở xó vườn. 31 năm sau, vật thể trên được định giá 5 triệu USD. Trung tâm Hàng không và Vũ trụ Đức mới đây đã đưa ra thông báo về trường hợp vô cùng hy hữu xảy ra ở Lauberen, miền nam nước này. Một vật thể được phát hiện từ khu vườn ở Đức đã được xác nhận là thiên thạch lớn nhất từng được tìm thấy ở nước này. Đáng nói là thiên thạch này không phải mới được phát hiện mà đã có từ 30 năm trước. Tờ Fox News đưa tin năm 1989, một người đàn ông trong lúc đào đất đã để đặt đường dây cáp trong khu vườn ở thị trấn Lauberen thuộc Baden-Baden ở Đức, thì bất ngờ đụng trúng một vật gì đó rất cứng. Ông đào lên và phát hiện vật thể này có đường kính khoảng nửa mét và rất nặng, gần 30 kg. Vật thể trông như một khối đá cứng, nhưng khi người đàn ông dùng nam châm để thử thì thấy nó bị hút. Sau đó ông bỏ xó cục sắt này trong vườn.
Sau 31 năm lãng quên, đến tháng 1 năm nay thì người đàn ông quyết định mang vật thể này đến Viện Nghiên cứu Hành tinh Vũ trụ của Đức để nhờ kiểm tra, thì bất ngờ được vật thể đó chính là báu vật đến từ vũ trụ, hay nói cách khác nó là một thiên thạch. Và đầu tháng này, một tổ chức quốc tế gồm các nhà nghiên cứu thiên thạch cũng đã xác nhận rằng vật thể này chính là một thiên thạch đã được đặt tên là Lavendran, thuộc tên địa phương nơi nó được tìm thấy. Thành phần chính của mảnh thiên thạch là chondrite, một dạng đá phi kim loại nguyên thủy, chưa bị biến đổi bởi sự tan chảy hay biến chất của vật thể mẹ. Về việc tại sao nó lại bị hút bởi nam châm thì vẫn chưa được giải đáp. Với kích thước là 28 x 25 x 20cm, Lavendran là khối thiên thạch lớn nhất từng được tìm thấy ở Đức. Các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu để xác định cụ thể thành phần và nguồn gốc của báu vật này. Và hòn đá được định giá là 5 triệu USD, là hơn 115 tỷ đồng. Gia đình người đàn ông trên tỏ ra rất sốc khi biết được rằng cục sắt mà họ từng lãng quên trong suốt 30 năm lại giúp họ trở thành triệu phú trong chớp mắt. Đó là một sự may mắn không phải ai cũng có được. Và trước đó, vào năm 2011, một người nông dân ở Mỹ cũng vô tình phát hiện một tảng đá có mùi lạ sau nhà mình. Tảng đá này có những tinh thể lớn màu vàng và xanh lục óng ánh. Sau đó ông cũng đã bán cho một chuyên gia hóa học trị giá là 3,5 triệu USD, hơn 81 tỷ đồng. Bản tin về giá vàng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin tiếp theo.